chị ơi, mình có thấy cái khúc lũa này quen không ạ? Cái khúc lũa này là hôm trước bên Hoa Lan Nghi Phong đã ghép những cái chậu mini da da lên ha, những khóm mini da da lên cho khách nè. Và hôm nay mọi người cùng em khám phá coi hôm nay là nó đã phát triển như thế nào và rễ của nó đã ra như sao ha. Thì đây nè mọi người, các anh chị mình xem giùm em ha. Đây, rễ bắt đầu là nó búng ra rất là nhiều luôn rồi nè cả nhà nè. Đây, rễ rất là mập nha. Đây, đây. Thêm ở dưới đây nữa, hầu hết toàn bộ là đều đang ra rễ rất là khỏe. Cái anh này là đang ra bám luôn rồi nè các anh chị. Bắt đầu bám lên cái khúc lũa của mình rồi nè. Rồi một số nó ra sẽ chậm hơn. Đây chỉ là những cái khóm mà bên em đã phun được hai lần kích rễ, kết hợp thêm với lại là phân nụ các anh chị ha. Khi mà kết hợp phân nụ thì mình sẽ thấy đầu rễ nó bắt đầu nó mập hơn, nó bắt đầu nó hơi thun lại, cảm giác cái rễ của nó hơi sần sùi ha. Nếu như các anh chị mình phun rễ bình thường thì mình sẽ thấy đầu rễ nó sẽ hơi trơn tru một chút, nó sẽ không có cảm giác nó sần sùi, nó không có nụ giống như anh này. Là cái này là kết hợp với lại siêu nụ ha. Thì cái combo kích rễ này thì hôm trước em có giới thiệu cho các anh chị mình rồi, đó chính là bộ đôi Super Root B1 với lại là Ogre Home. Thì với một cái chậu ghép lũa như thế này ở mini da da ha, thì bên em đang phun với liều lượng là 1cc trên 1 lít nước. Hai cái anh này kết hợp với nhau, pha 1 lít nước và phun toàn bộ thì ở đây là đã phun được 2 lần rồi, cộng thêm với lại 0,2 gram phân siêu nụ nữa các anh chị. Thì với những cái chậu tác phẩm mà mình làm những cái chậu to hơn, cây nó bự hơn, hoặc là anh chị mình muốn rút ngắn thời gian ha, đánh nhanh thắng nhanh á, thì mình có thể tăng liều lượng lên là 2cc trên 1 lít nước mỗi loại ha. Rồi thêm cái phân nụ này là 0,2 gram thì các anh chị mình phun. Thường là thời gian các anh chị phun á là sẽ tầm khoảng là 5 đến 7 ngày thì mình phun một lần. Thì ở cây này vì do bên em là không có nhiều thời gian nên là 7 ngày bên em mới phun một lần. Thì các anh chị mình thấy thứ nhất là rễ nó đang lên rất là khỏe nè, thứ hai là nó hạn chế hiện tượng rụng lá ha. Đây mình thấy lá chân nó vẫn còn đầy đủ và rất là xanh mướt luôn. Và em cũng có thử nghiệm ở trên một cái cây thanh lý nè mọi người. Đây là khóm thanh lý. Cây này là các bạn tháo chậu ra và em đã ghép ở trên cái chậu này và đang trồng lại. Thì cũng cây này mới phun được cũng có 2 lần thôi. Và các anh chị mình thấy hàng thanh lý thì do ngắt nướng nên là thân nó sẽ hơi nhăn một xíu, nhưng mà khi mà đã kích rễ lên rồi, rễ nó bắt đầu bám rồi thì mình thấy nó hấp thụ dinh dưỡng rất là ok luôn. Mầm gốc đang lên mập đẹp nè, và rễ ra nhiều nè, lá bắt đầu có hiện tượng là đang phục hồi ha, mình thấy nó bớt nhăn hơn. Đây là chỉ mới 2 lần phun thôi. Nếu khi mà các anh chị mình xài tầm khoảng 4 đến 5 lần thì mình sẽ thấy cây của mình rất là khỏe. Thì một cái combo gồm một Super Root B1 nè với lại một cái hũ Ogre Home này thì bên em đang bán với giá là 89.000 ha. Rồi nếu như anh chị mình muốn kết hợp thêm siêu nù nữa thì một bộ đôi, bộ ba này thì với giá là 149.000 em bao ship. Em tặng cho mình thứ nhất là muỗng để mình đong cái xanh siêu nù này, thứ hai là cái ống bơm ha để mình đo dung tích của cái này cho nó đúng liều lượng. Thì với những cái chia sẻ này thì hy vọng là các anh chị mình mua những cái combo thanh lý của Hoa Lan Nghi Phong, các anh chị mình sẽ không quá nhiều khó khăn và hạn chế mức thấp nhất với những cái cây mà nó bị chết hoặc là nó bị thất thoát.